Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày 27 âm lịch rồi. Chắc hẳn mọi người, mọi nhà sẽ rất tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa trong ngày hôm nay đúng không ạ? Cuối năm thì nhịp sống cũng dường như hối hả hơn. Hãy cùng bắt đầu ngày mới với những thông tin thú vị của chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự Bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Mông. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, dân tộc Mông ở Cao Bằng là một trong những dân tộc còn lưu giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo. Đây cũng là dân tộc có lịch sử phát triển lâu đời và nền văn hóa phong phú, đa dạng, đã góp phần tạo nên những mảng màu tươi sáng, rực rỡ cho bức tranh văn hóa cộng đồng các dân tộc ở địa bàn tỉnh. Những giá trị văn hóa và phong tục tập quán đặc sắc luôn được các thế hệ người Mông tự hào, gìn giữ, phát huy và bảo tồn cùng với tình yêu quê hương, xứ sở. Dân tộc Mông ở Cao Bằng phổ biến nhất là Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đen, phân bố chủ yếu ở các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa. Từ bao đời nay, cuộc sống của người Mông nơi dẻo cao vốn gắn liền với thiên nhiên. Có lẽ vì vậy mà tộc người này đã tạo dựng và vun đắp nên đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện qua các phong tục như cưới hỏi, ma chay, làm nhà, ăn ở, trang phục, đến việc tổ chức các lễ hội, tín ngưỡng, trò chơi dân gian. Trong đời sống văn hóa tinh thần đồng bào Mông, âm nhạc là một trong những loại hình đặc sắc, giàu sức biểu cảm và đậm chất trữ tình. Mặc dù không có hệ thống nhạc cụ đa dạng, phong phú như một số dân tộc khác, song tính độc đáo, sự khác biệt của tiếng khèn Mông cũng đủ để họ gửi gắm tâm tư, tình cảm cũng như thể hiện tình yêu đôi lứa. Khèn được ví như âm thanh của núi rừng, lúc giật dìu, lúc thiết tha, trầm bổng, lúc mạnh mẽ, vang vọng như khí chất vốn có của người Mông. Khèn Mông như tiếng lá hát cùng ngọn gió mùa xuân, khi lại khoáng đạt như tiếng ca của đại ngàn giữa núi rừng trùng điệp. Với họ, đó là thứ ngôn ngữ gửi gắm tình yêu, là phương tiện chắp nối tình yêu của biết bao chàng trai cô gái. Văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông là hình ảnh những phiên chợ vùng cao nhộn nhịp với những trang phục rực rỡ của thiếu nữ và tiếng khèn của những chàng trai Mông. Giữa núi rừng bao la, điệu múa khèn vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, kết hợp với âm thanh như tiếng lòng của chàng trai trao duyên với các cô gái. Cũng từ tiếng khèn, điệu múa ấy mà nhiều người nên duyên chồng vợ. Vào những ngày hội ở đây, mọi người vẫn cùng nhau hát dân ca. Bây giờ các chị từ độ tuổi trên 30 vẫn có thể sáng tác được các làn điệu này để gửi gắm những tình cảm của đôi trai, gái hay những ước mơ lành mạnh của nhân dân lao động. Tình yêu chân chính, lòng chung thủy, hạnh phúc gia đình. Và họ đã thể hiện trong những ngày hội xuân của dân tộc mình, đó là những bản sắc rất tuyệt của chúng tôi. Đặc biệt, ở các bản làng người Mông vào những ngày đầu xuân năm mới, họ thường mở lễ hội mang nhiều ý nghĩa nhất trong đời sống tinh thần. Và đây còn là sân khấu nghệ thuật trình diễn dân gian, nơi tổ chức các sinh hoạt cộng đồng đặc sắc, độc đáo như đẩy gậy, đánh cù, ném pao. Đó còn là nơi thanh niên nam nữ ca hát, vui chơi, tìm hiểu và ước hẹn. Trong những tiết trời mùa xuân như thế này thì những cô gái người Mông vẫn thường chuẩn bị, còn để người ta vui Tết. Người Mông ở Ca Rài chơi Tết từ mùng 2 đến mùng 5 và sẽ có những cái còn để chơi với các chàng trai người Mông. Đây có thể nói là ngày hội và qua trò chơi, các chàng trai cô gái người Mông sẽ kết duyên với nhau để tìm người bạn đời của mình. Để làm được cái còn đẹp như thế này thì người ta sẽ chuẩn bị các sợi chỉ, có thể là chỉ màu xanh, màu vàng, sau đó chuẩn bị vải để chít lên nhau và để những sợi chỉ để như thế này và chúng ta đeo lên như thế này thì trông sẽ sặc sỡ hơn. Mỗi cái còn được cô gái người Mông làm và có ý nghĩa với họ,
vì họ sẽ gửi gắm tình cảm của người phụ nữ với đối phương của mình. Và đối với người bạn trai của mình, họ sẽ gọi là kỷ vật tình yêu đến kết thúc ngày hội người con gái sẽ trao cho bạn trai của mình. Dân tộc Mông có một nền văn hóa dân tộc lâu đời, biểu hiện qua các hình thức nghệ thuật truyền thống như âm nhạc, dân ca, ca dao, chuyện thần thoại, chuyện kể. Vì sống ở những vùng núi cao, gần gũi với thiên nhiên, nên các hình thức nghệ thuật của người Mông có đặc trưng riêng. Các làn điệu dân ca, ca dao của người Mông rất phong phú và nội dung đủ các đề tài về tình yêu đôi lứa, quê hương đất nước. Họ say đắm dân ca dân tộc mình cùng với các lễ nghi, tín ngưỡng. Bên cạnh đó, văn học dân gian của người Mông là bức tranh phản ánh cuộc sống và thể hiện cái nhìn của con người về tự nhiên, xã hội, các quan niệm về nhân sinh, thế giới và nguồn gốc lịch sử. Cái người Mông ấy thì ở Cao Bằng mình thì chủ yếu là Mông Hoa, Mông Đen. Mông Đen thì là ở Thạch An, còn Mông Hoa thì ở Bảo Lạc, Bảo Lâm nhiều. Và có một chút Mông Trắng nữa. Cái người, nguồn gốc của người Mông này có ba cái ngành: Mông Hoa, Mông Trắng, Mông Đen. Thì ở Cao Bằng chủ yếu là Mông Đen, Mông Hoa. Thế thì cái bản sắc của người Mông ấy, thì nó rất là... Nói chung là cả ba cái nhóm Mông thì đều là có cái bản sắc của họ rất là đẹp, mà họ có những cái mà không có dân tộc nào có. Ví dụ như là cái trang phục của họ này, cách bố trí làng bản của họ này, rồi là các cái phong tục tập quán, ví dụ như là nghi lễ vòng đời, nghi lễ của một năm của họ thì rất là phong phú và nó nhân văn lắm. Bây giờ là cái người Mông thì là họ có những cái trang phục rất là đẹp, mà họ có những cái nghề truyền thống rất là tuyệt vời. Ví dụ như là cái nghề đan cái gùi của họ ấy cũng là một cái nghề mà họ rất là cái nghề rất là tuyệt vời mà rất là nhân văn, mà đan những người thợ đan những gùi này họ còn gửi gắm cả những cái tình cảm của họ và những cái có những cái nó còn bí quyết của dòng tộc của họ nữa. Cái bản sắc văn hóa của người Mông ấy thì nó đa sắc lắm, nó đa dạng và phong phú lắm. Nó các cái, nhất là các phong tục tập quán, từ cái nghi lễ vòng đời, cái nghi lễ của một năm, rồi là các cái lễ hội, rồi các cái làn điệu dân ca, rồi cái nghi lễ vòng đời của họ thì có từ cái chuyện bắt đầu mang thai cho đến sinh nở, cho đến đầy tháng, cho đến lễ trưởng thành, cấp sắc trưởng thành, rồi đến cưới xin, rồi đến cuối cùng là trở về lại với cả thiên nhiên, thì đều là có một phong tục rất, nó có một cái chu kỳ khép kín rất là đặc sắc, không giống một cái dân tộc nào cả. Còn ví dụ như trong các cái phong tục của một năm thì ví dụ như là các cái lễ Tết, rồi các cái lễ hội, lễ Tết, lễ hội, rồi những cái phong tục như là cày cấy, rồi là khai mùa, rồi là thu hái, tất cả đều có những cái phong tục rất là riêng. Các làn điệu dân ca thì họ là phong phú lắm. Riêng dân ca người Mông thì cực kỳ phong phú. Họ có cái hát trong đám cưới này, hát trong đám đi giao lưu, đi chợ, đi búa hát giao duyên ấy thì là một cái khác, nhưng mà đặc biệt là hát trong các cái đám cưới, trong cái đám nhà mới, hoặc là kể cả trong đám ma thì họ cũng hát, nhưng mà cái đám ma của họ hát là hát như là kiểu, nếu mà nói về âm nhạc thì hát theo những cái giọng điệu lông khốc ấy, tức là nhạc buồn ấy. Có thể thao của họ thì rất là phong phú. Thể thao của người Mông thì nó có cái thanh niên thì có cái trò đánh bao, đánh sảng ấy, giống như cái sảng của người Tày, người Nùng mình ấy. Thế còn là cái trò là đánh yến nữa, có đánh yến, đánh bao, và là có cái trò đẩy gậy, và lại ở một số các cái ở Cao Bằng mình, ví dụ trong Bảo Lạc, Bảo Lâm còn có cái trò là đua bò, một thể thao với cả con súc vật mình nuôi nhá, đua bò, và là có cái trò leo cột mỡ nữa. Leo cột mỡ thì là đấy là những cái trong những cái lễ hội của thể thao, trong lễ hội của người Mông nhá, thì nó có những cái trò rất là đặc sắc như thế. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, người Mông ở Cao Bằng vẫn luôn giữ được nét văn hóa đặc sắc lâu đời, từ ẩm thực, dân ca, trang phục và trò chơi dân gian. Nếu một lần được đặt chân đến các bản làng của người Mông sinh sống, bất kỳ ai cũng có những cảm nhận về những nét độc đáo, riêng biệt, về sự cần cù, chịu khó vượt qua những khắc nghiệt của khí hậu và thiên nhiên để trụ vững ở những vùng cao của quê hương.
Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đài Tiếng Nói Việt Nam ở hang Ngườm Chiêng, dấu ấn trên miền biên viễn. Cao Bằng, miền biên viễn cực Bắc của Tổ quốc, có bề dày truyền thống lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc và lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc. Với vị trí địa lý đặc thù, đường biên giới dài trên 333 km, mảnh đất cội nguồn này được biết đến với các di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng. Trong số những vùng đất đẹp chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, phải kể đến huyện Trùng Khánh. Và nói đến Trùng Khánh, dường như du khách chỉ biết đến với địa danh nổi tiếng là thác Bản Dốc hùng vĩ hay động Ngườm Ngao tuyệt đẹp với nhiều nhũ đá đặc biệt, mà nhiều người chưa biết tới Trùng Khánh còn có điểm di tích lịch sử. Mảnh đất này được xác định là địa điểm có tầm quan trọng trong việc phát triển thành vùng du lịch trọng điểm quốc gia. Chúng tôi muốn nhắc tới địa điểm đặt Đài Tiếng Nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng, hoạt động những năm 1966-1978 tại thị trấn Trùng Khánh. Tháng 6 năm 2021 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Đây là niềm tự hào không chỉ nhân dân các dân tộc huyện Trùng Khánh, mà còn là niềm vinh dự của nhân dân tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt là những người đã và đang công tác trong ngành phát thanh truyền hình của tỉnh. Đây là Tiếng Nói Việt Nam. Đầu năm 1966, tôi được lệnh điều động từ Trung ương lên Sa Pa công tác. Nhưng mà lúc bây giờ thì bí mật tuyệt đối, cho nên là trên đường đi thì tôi đi một cái xe của Cát 69 của cục trưởng. Đấy, lúc bây giờ thì tôi cũng không biết là sẽ về A3, tức là về cạnh nhà mình đâu, tức là về quê mình đâu. Thế là đi mãi sau này đến gần chiều lại mãi nó về đi về đến Cao Bằng mình. Vào đến chỗ Ngườm Chiêng thì lúc bây giờ nó còn nguyên sơ. Thế lúc bây giờ tôi được giao nhiệm vụ là theo dõi công tác mật của A3 và theo dõi các cái đoàn dân công. Lúc bây giờ đoàn dân công mà đến khai thác cái đài A3 của mình ấy là cũng lên đến 400 người là trong huyện và ngoài huyện. Đầu tiên tôi chuồn vào như con rắn ấy. Lúc bây giờ là cái cửa hang bây giờ là như con rắn, tôi chuồn người bò vào đến trong thì thấy rất rộng và thoáng. Cái hang thoáng là tại là nó được thông hai chiều. Sau đó mới lên cái kế hoạch xây dựng, tức là phá cái cửa hang, nhiều đá, nhiều đất, nhiều ngổn ngang lắm, tiến hành khai thác đến kết quả cuối cùng là mở được cái cửa hang và bắt đầu xây dựng. Ở trong hang thì có 3 cái nhà 10, tức là chiều chu vi của nó 14 14, tức là cái hình nhà nó như là cái chảo úp, tức là mái vòm. Đấy, chảo úp xong rồi tất cả cái công tác xây dựng như thế là bộ kiến trúc xây dựng thôi. Khai thác một thời gian đông lắm mà hàng ngày thì làm việc liên tục, không có ngày nghỉ đâu. Đó là những câu chuyện về lịch sử mà ông Nông Thế Hải, quê tại xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, vẫn luôn ghi nhớ khi còn là cán bộ khung, phụ trách dân công và công tác hậu cần, ban kiến thiết, điện đài A3. Bà Nguyễn Thị Tâm, quê ở Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, lúc bấy giờ là cán bộ kỹ thuật tổ máy phát, là đồng nghiệp của ông Nông Thế Hải, sau đó cả hai đã nên duyên vợ chồng. Có lẽ chính những năm tháng gian khó nhưng đầy tự hào ấy đã cho ông Hải, bà Tâm nhiều ký ức đẹp, đáng trân trọng.
Hôm ấy thì là ngày đợt đấy nó đánh vào Hà Nội, đợi thì đánh vào thì là đánh đúng vào mấy chị, thì công nhân phát thanh thì xuống hầm không ai bị làm sao, nhưng còn một anh máy nổ trực trên thì hy sinh. Đấy là trong ở Hà Nội, khi ở đấy hy sinh bá tan hết thì là điện lên trên này, là vì đã điện trên này biết sẵn như thế rồi, cho nên chúng tôi chuẩn bị máy sẵn từ trước đấy, từ hàng tháng là hôm nào cũng lên tim để sẵn đấy rồi. Thế thì khi lên máy nóng như thế, sẵn sàng như thế, thì ở dưới kia điện lên đấy thì bằng đánh móc thôi mà, đánh móc sau dịch ra thì là các cô lên bóng lên sóng. Mà đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam gần Hà Nội, phát gần Hà Nội, thì lúc ấy mất 9 phút thì coi như là chúng ta đã thắng. Và như thế cứ làm liên tục, cả nó thay thế kia suốt ngày suốt đêm không có nghỉ lúc nào, thì làm trong 2 tháng rồi, 2 tháng liên tục thì là Mỹ chỉ đã khôi phục được. Hang Ngườm Chiêng nằm cách trung tâm thị trấn Trùng Khánh 3 km theo đường quốc lộ 4A, với địa hình hiểm trở và địa thế vững chắc, được chọn làm nơi lập đài dự phòng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tên gọi là Công trường 50, Điện đài A3 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một trong những cứ điểm quan trọng có nhiệm vụ tiếp âm, phát sóng, phát thanh đi Phần Lan và các nước Bắc Âu, có phần đảm bảo làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam được duy trì và thông suốt, truyền đi tiếng nói của Đảng và Chính phủ, tiếng nói của nhân dân Việt Nam kiên cường và trên tuyến đầu chống Mỹ, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Khi được chọn làm nơi lập đài dự phòng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ngườm Chiêng được mở rộng thêm lòng hang xuyên qua núi rất rộng và sâu. Trước cửa hang bên trái được xây một nhà thông gió bằng đá kiên cố. Phía trong hang được xây dựng 3 nhà để đặt máy phát và nhà kho. Phía cuối hang cũng là khoảng trống, và cuối cùng là con đường đi lên cửa hậu được xây bằng 124 bậc thang dẫn ra ngoài hang phía sau núi, và cũng là nơi đặt hệ thống máy thu. Đứng ở đây, quan sát được con đường quốc lộ 4A đi thác Bản Dốc và khu vực xung quanh. Ngoài hang chính, còn một hang phụ với lòng hang hẹp hơn để đặt hệ thống máy nổ. Phía trước hang là dãy nhà cơ khí nằm bên phải, xa hơn về phía bên trái là nhà của lực lượng bảo vệ và nhà ăn. Tất cả những dãy nhà này đều được xây dựng bằng đá rất kiên cố, chắc chắn. Khoảng đất trống và bằng hơn ở phía trước cửa hang là nơi đặt hệ thống anten thủ phát. Trong kháng chiến chống Mỹ, thì khi mà giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng phối hợp với các địa phương để mà khảo sát địa điểm để mà lắp đặt các thiết bị để mà thành lập đài phòng không. Thì hang Ngườm Chiêng đây là cũng có địa hình rất là hiểm trở, mới là nó nằm ở giữa dãy núi cao thì cũng cây cối rậm rạp. Sau đó là trước hang ấy thì nó cũng có bãi đất rộng, trong hang thì rộng, đặt được nhiều thiết bị. Sau đó là vị trí nó cũng thuận tiện cho việc di chuyển các thiết bị để mà phát sóng. Thì hang Ngườm Chiêng thì được đáp ứng những yêu cầu trên ấy, thì cũng được chọn làm điểm ở Cao Bằng. Thì trong hang ấy, cái đài phòng không ấy thì nó phải đặt ở trong hang để mà an toàn trong khi tàu bay bắn phá. Thế thì trong cái chức năng nhiệm vụ của đài phát thanh ấy thì phát sóng đi cả phát sóng đi cả châu Âu, mới là có những cái công việc đối nội đối ngoại để mà thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trải qua thời gian dài cùng với tác động của tự nhiên và con người,
hiện nay những gian nhà được xây dựng ở trong hang Ngườm Chiêng để đặt máy phát sóng, phát thanh đã bị phá hủy, chỉ còn lại nền nhà lát gạch hoa và hệ thống móng nhà. Phía cuối hang vẫn còn nguyên 124 bậc thang dẫn ra cửa hậu, là nơi đặt máy thu. Hang nhỏ bên phải để đặt hệ thống máy nổ hiện nay vẫn còn lại bệ xi măng đá và cốt thép. Trước cửa hang, những dãy nhà cơ khí, nhà của lực lượng bảo vệ, nhà ăn và bể nước vẫn còn nguyên. Hiện nay chỉ hỏng phần mái. Tất cả các dãy nhà đều được xây bằng xi măng, đá kiên cố và chắc chắn. Khu vực đất để đặt cột anten hiện nay là ruộng lúa của bà con xóm Bó Đa, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh. Quy mô ở trong hang ấy thì theo các bác, các cụ có tuổi ở trên địa bàn Đình Minh, coi là đây trước là thuộc xã Đình Minh, thì kể là trước là có trong hang thì làm được 3 dãy nhà, có nhà đổ đề 3 dãy nhà xây bằng đá mới là đổ mái bằng hết, sau đó láng gạch hoa. Mà trong các nhà ấy thì để các thiết bị phát sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn ít khi là được biết thông tin trong nhà ấy, có nhà những cái thiết bị ấy thì ít khi được trong ngoài ra được biết. Chủ yếu là những người làm chuyên môn mới biết được. Cùng với việc chính trị trong nước thì Đài Tiếng Nói Việt Nam còn là phương tiện vừa là cầu nối giữa chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trong khi đất nước mình có chiến tranh, thì chỗ đài A3, đài tiếng nói Việt Nam ấy, trước gọi là trạm phát sóng A3, thì cũng đã phát sóng phản ánh trung thực với các nước bạn bè trên thế giới. Thì cũng được cho các nước trên thế giới hiểu về cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Sau đó là cũng đồng thời cũng là tranh thủ sự nhiệt ủng hộ và giúp đỡ toàn thể nhân dân trên toàn thế giới. Đối với cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, thì chỗ hang Ngườm Chiêng này tại thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thì nó có rất là ý nghĩa lịch sử đối với truyền thống cách mạng, lòng yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau. Hơn 10 năm hoạt động, từ ngày đầu phát sóng 24 tháng 4 năm 1966 đến năm 1978, Điện đài A3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lịch sử nơi này ghi dấu bao kỷ niệm của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ nhưng hào hùng, đặc biệt là của những người làm phát thanh với bản lĩnh cách mạng kiên trung. Di tích lịch sử quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng là dấu ấn lịch sử vẻ vang trên miền biên viễn của Tổ quốc, để ngày nay Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp bước vững vàng trên chặng đường mới, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lòng mong mỏi và tin tưởng của lớp lớp cha anh đã không tiếc mồ hôi, xương máu vì tương lai tươi sáng của dân tộc, trong đó có nhiều cán bộ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ, hãy giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng và Chính phủ trong mọi tình huống. Xứng đáng với vinh dự, đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếng nói non sông, tiếng nói của một dân tộc anh hùng và văn hiến. Thưa quý vị, mùa xuân, mùa của Tết đoàn viên sum họp, cũng là mùa của lễ hội. Cứ mỗi độ xuân về, hàng loạt các lễ hội lớn nhỏ tưng bừng diễn ra khắp nơi trên cả nước. Đây là nét văn hóa ngàn đời của cha ông ta. Về với Cao Bằng dịp đầu xuân, du khách không chỉ được tham quan, tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn được trải nghiệm những lễ hội văn hóa đặc sắc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một lễ hội, đó là lễ hội Lồng Tồng, lễ hội truyền thống quan trọng nhất của người dân Tài Nùng.
Lễ hội Lồng Tồng còn gọi là lễ xuống đồng, là lễ hội gắn liền với nền nông nghiệp, được tổ chức trong các bản làng để cầu cúng thần nông, vị thần cai quản đồng ruộng, vườn tược, gia súc, làng bản, cho được cây cối xanh tươi, mùa màng bội thu, gia súc sinh sôi, mọi người no ấm, bản làng yên lành. Lễ hội Lồng Tồng đã có từ rất lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng người dân tộc Tài Nùng ở Cao Bằng. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày 30 tháng Giêng âm lịch để mở mùa gieo trồng mới, tùy theo từng địa phương. Hội tổ chức ngoài trời trên một thửa ruộng lớn gọi là ruộng xuống đồng. Hội chia thành hai phần, phần lễ có tạ thiên địa, cầu thần nông, thần phục ly độ trì cho mưa thuận gió hòa, gia cầm sinh sôi, bản làng bình yên no ấm. Chủ trì hội là ông Thại Đinh, người coi đình hay người coi việc thờ cúng thần nông của bản. Tất cả các gia đình tham dự hội đều mang theo cỗ để làm vật lễ cúng thần, thần đất, thần núi, thần nông và thành hoàng. Đó là những mâm cỗ thịnh soạn, trình bày đẹp. Mâm lễ thường có xôi nếp, thịt lợn, rượu trắng và các loại bánh như khẩu sli, khẩu sleck, bánh thảo, bánh dày, chè lam. Gia đình nào có cỗ thịnh soạn và mời được nhiều khách dự hội đến thưởng thức cỗ nhà mình thì xem đó là điều may mắn cho cả năm. Ăn cỗ xong, mọi người tiếp tục ca hát và tham gia các trò chơi dân gian như cướp còn, ném còn, kéo co, đánh quay, đánh yến, đánh đu, múa kỷ lân, múa sư tử, múa võ, múa giáo, bịt mắt bắt dê, hát giao duyên, hát lượn, cờ tướng. Trong những năm gần đây, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Lễ hội Lồng Tồng của đồng bào Tày diễn ra càng sôi nổi, phong phú hơn, đảm bảo các yếu tố văn hóa dân gian đã thu hút khách cả nước đến tham quan, dự hội ngày một đông. Thưa quý vị, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Đó là đôi câu đối thân quen khi nói về những nét đặc trưng nhất trong ngày Tết Nguyên đán của người Việt từ bao đời nay. Trong đó, chiếc bánh chưng xanh đã trở thành biểu tượng ẩm thực truyền thống mỗi dịp Tết của cả dân tộc và được bạn bè khắp năm châu biết đến. Với người dân Việt Nam, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trong nhà mà không có bánh chưng, hẳn như sẽ thiếu đi cả cái không khí Tết. Cứ vào những ngày giáp Tết, các gia đình Việt lại có phong tục gói bánh chưng như duy trì một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời. Ngoài ra, người Việt cũng gói bánh chưng trong ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Theo quan niệm từ thời xa xưa, chiếc bánh chưng của người Việt có hình vuông tượng trưng cho đất. Bánh chưng được làm từ gạo nếp trắng ngần với phần nhân có độ xanh, thịt mỡ, hành, tiêu. Tất cả được bọc trong lớp lá dong xanh mướt và được buộc chặt bằng những sợi lặt mềm, dẻo với tạo hình vuông vức, đẹp mắt. Người Việt Nam từ xa xưa đã sống trong nền văn hóa lúa nước, phải phục vụ thiên nhiên rất nhiều. Vì thế, chiếc bánh chưng trong mâm cỗ ngày Tết mang ý nghĩa thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Không chỉ thế, bánh chưng ngày Tết còn được bày lên bàn thờ cúng để thể hiện lòng hiếu kính của con cháu với tổ tiên cùng những người đã khuất. Bánh chưng cũng là món quà biếu Tết ý nghĩa mà người Việt thường dùng để đi biếu người quen, họ hàng hoặc được bày cùng các vật dụng khác trên mâm ngũ quả ngày Tết để thể hiện cho sự tương sinh, tương khắc trong ngũ hành. Thấy bánh chưng là thấy Tết, vậy nên người Việt dù ở đâu, làm gì vẫn luôn mong ngóng được trở về, quây quần bên gia đình, cùng nhau học cách làm bánh chưng hay ngồi canh nồi bánh sôi sục, nóng hổi trên bếp lửa để cảm nhận không khí Tết đang ùa về. Cùng kể nhau nghe những câu chuyện xưa cũ, rồi hít hà mùi hương thơm lừng, hòa quyện từ lá dong, gạo nếp cái hoa vàng, cùng vị ngọt bùi của đậu xanh, vị ngậy béo của nhân thịt trong chiếc bánh chưng. Hương vị Tết không thể lẫn vào đâu được. Nhắc đến Tết không thể không nói đến bánh chưng xanh, những tấm bánh vuông vức được gói khéo léo, tài hoa ấy, vừa tượng trưng cho đất trời, vừa là biểu tượng cho ẩm thực ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Dù là tự tay gói bánh, mua sẵn hay được biếu tặng, thì bánh chưng xanh cũng luôn là một món không thể thiếu của mọi nhà. Ở miền Bắc, từ khoảng giữa tháng Chạp, nhiều nhà đã chuẩn bị đậu xanh, lá dong, gạo nếp, ống rang chẻ lạt, gói bánh chưng. Ai nấy đều cố gắng chuẩn bị những nguyên liệu tốt nhất để bánh chưng nhà mình Tết đó được thơm ngon nhất. Bánh chưng không chỉ là một món ăn truyền thống ngày Tết Việt Nam, mà đó còn là một dịp để gia đình sum họp, quây quần bên bếp lửa hồng. Bên nồi bánh chưng ấm áp, các thế hệ trong gia đình
kể cho nhau nghe về những điều đã qua, những dự định tương lai và bao câu chuyện khác. Đến đây thì chương trình Cao Bằng ngày mới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.